Hello. Chào cô ạ. Yes. Hello, em nghe tiếng được ạ? Sao em không nhìn thấy hình nhỉ? Where are you? Không biết là đâu. All right. Can you see me? Thấy cô không? Anything? Say anything, say hi. Hi. Đấy, chào cô, con chào cô. Say hi. Okay, what's your name first? What's your name? Tên con là gì? Trả lời cô giáo đang hỏi con. My name. My name. Cô đang hỏi con. My name. My name Mạnh Huy. Mạnh Huy. Đúng không? Cô đọc đúng không? Mạnh Huy. Đúng chưa? Đúng rồi. Yes. All right. So, what class are you in now? Which class are you in now? Con học lớp nào? Three. Three. Bati. Three C. All right. Three C. Okay. So, what is your favorite subject? Môn học cơ thích của con là gì? Math, English, Math. Toán, tiếng Anh. Toán. Con có thể nói tiếng Việt với cô cũng được nhé. Ok. Con học thích học toán. English, Math. Thích học toán. Yes, Math. Great. Okay, so let's see what you are going to learn today. Yeah? Okay. Now, hôm nay con muốn học gì trước nhỉ? Yes, numbers, học số nhá. Numbers. So do you know the numbers from 1 to 10? Con biết số từ 1 đến 10 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and one more. Một số nữa. One more. 10. Okay. Now, do you know again? One more time. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Five. Nine. Six. Seven. Seven. Eight. 8, 9, 10. Is it correct? Yeah. Đúng chưa nhỉ? Ok. Hơi nhát xíu đúng không? Alright. Ok. So let me see. Alright. What can I teach you today? Ở trên lớp con học tiếng Anh chưa? Have you learned it? Nói to vào. Yes. Or no? Bạn ấy đang bỡ ngỡ với cách học này cô giáo. Ok. Rồi, đến để em xem nhá. Level 3. Let me see. Level 3. Ok. A lot of things. Nhiều thứ quá. Ok. Unit 1, lesson 1 here. Okay, try this one. Okay, học thử bài này nhé. Okay, so have you learned this? Con học cái này bao giờ chưa? Cách chào á. Okay, hello, hi, good morning. Good morning. Học bao giờ chưa? Yes, trên lớp học chưa? Have you learned this from the class? Alright. Okay. I have here. Okay. So, let's see what we learned today. Okay, here.
nay mới học thử kiểu này đúng không? Okay. Vâng ạ. Let's see. Okay, let's warm up here. Okay. Okay, the unit one is nice to meet you. Nice to meet you. Câu này dùng để nói gì nhỉ? Rất vui được gặp bạn đúng không? Nice to meet you. Okay, can you read it for me? Đọc với cô nhé. Nice. Nice to see. Sorry, nice to see you. Okay, nice to see you. Okay. Again. Nice to see you. All right. Okay, I have a picture here. Cô có một cái bức tranh ở đây nhé. Okay, so what can you see from the picture? Con có thể thấy gì ở trong bức tranh này nhỉ? Yes. There is a teacher, right? There's a teacher. Okay, so can you tell me how many students are there in the class? How many students? Có bao nhiêu em học sinh nhỉ? Can you count? Đếm nào. Đếm với cô nhé. Okay, let's count it with me. Đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có vẻ có một bạn ở đây nữa. Yeah. 9. Vậy là mấy bạn đấy? How many? 1. 9. 9 chứ nhỉ? 9, 9, right? À, có một bạn ở đây đúng không? Còn một bạn góc này nữa là 10 bạn. Oh, 10. Alright, yeah. 10. Okay, so what is the teacher says? What is the teacher says? Cô giáo đang nói gì nhỉ? Good morning. Alright, can you read it? Đọc thử nào. Good morning. Good morning. Yes, class. Chào cả lớp đúng không? Chào buổi sáng cả lớp. Okay, các bạn học sinh nói gì đấy? Good morning, Miss Hien, right? Miss Hien. All right. Okay. Is it easy? Dễ không? Dễ không? Okay. Rồi, thế con gọi cô là gì nhỉ? Miss Moon. Miss Moon. Con gọi cô là Miss Moon nhá. Again, can you call me? Gọi cô thử nào. Miss Moon. Miss Moon. Miss Moon. All right. Okay. Now, so now I share the computer sound. Cô chia sẻ nhá, chia sẻ âm thanh nghe thử nhá. All right. Unit 1. Nice to see you again. Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Good morning, class. Good morning, Miss Yen. All right. Okay, lại nhá. Good morning, class. Good morning, class. All right. Good morning, class. And good morning, Miss Hien. Good morning, Miss Hien. Good morning, Miss Hien. All right. Rồi bây giờ cô sẽ chào con nhé. Chào buổi tối là gì nhỉ? Do you know? Chào buổi tối. Good evening. Okay. Now đọc thử nào. Good evening. Yes. Good evening. Good evening. Okay. What is your favorite color? Con thích màu gì? What is your favorite color? Color. Red. Red. Màu đỏ à? Thích màu đỏ không? Red. Blue. Màu xanh. Xanh da trời. Green. Màu xanh lá cây. No. Màu gì nhỉ? Tell me, what is your favorite color? Nói con biết con thích màu gì nào? There. Màu gì? Con nhìn vào cô giáo kìa. Okay. Yellow. Thích màu vàng không? Yellow. No.
Pink. Pink màu hồng không? Pink. Alright. Không. No. No. Alright. So we have red. Okay. Rồi cô chọn bừa màu đỏ nhé. Okay. Good evening. Okay. Bây giờ cô nói good evening. Huy đúng không nhỉ? Phải Huy không? Yes. Vâng. Yes. Good evening, Huy. Okay. Nào, bạn nói gì về cô đấy? Good evening, Miss Moon. Bạn lại trả lại lời lại cô là gì đấy? Chào buổi tối, Miss Moon đúng không? Okay, nào. Good evening, Miss Moon. Good evening, Miss Moon. Miss Moon. Alright. Okay, lại nhá. Good evening, Huy. Good evening, Miss Moon. Alright. Alright, so next one here, let's see. Okay, now, rất vui được gặp lại các con đúng không? Nice to see you again. Nice to see you again. Okay, rất vui được gặp lại con đúng không? Okay, now, try thử nhé. Nice. Nice. To. See. You. Again. 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 Alright. Rồi, nghe thử nhẹ nhá. Okay. B. Nice to see you again. Okay. Rồi, đọc nhanh hơn một xíu nữa nhá. Nice to see you again. Nice to see you again. Nice to see you again. Okay. Faster. Nhanh hơn xíu nữa này. Nice to see you again. Nice to see you again. See you. See you. Nice to see you again. See you again. Okay. Nice to see you again. Alright. Rồi. Đọc to hơn nữa nè. To và nhanh hơn nữa. Alright. Nice to see you. See you again. Alright. Rồi. Câu này dài hơn nữa nhé. Now, how are you? How are you? How are you? How are you? Con khỏe không đúng không? Con khỏe không? Okay, I'm very well. I'm very well. I'm fine. Yeah. Very well. Very. 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 Okay. Lưỡi, where's your tongue? Lưỡi con đâu? Đặt ở trên hàm răng trên của cô nhé. Đặt ở trên, chạm vào hàm răng trên này. Wow. 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 All right. Wow. I'm very well. I'm very well. I'm very well. Well. Right. Mm. Wow. Okay. Thank you. Thank you. Câu này dễ mà đúng không? Cảm ơn đúng không? Nào. Thank you. Thank you. All right. And you. And you. And you. You. Okay. I'm very well too. I'm very well too. I'm very well too. Yes. I'm very well too. I'm very, very well. 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 Two. Two. Alright. It's okay. Rồi thử lại nhá. Okay, con rất khỏe đúng không? Con rất tốt. Okay, now, how are you, Mai? How are you, Mai? I'm very well, thank you. How are you? I'm ready. I'm very well. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. And you. And you. Yeah, and you. I'm very well too. I'm very well too. I'm very, very well. Well too. Alright. Rồi, so now I am Miss Hien. Bây giờ cô đóng vai Miss Hien nhá. And you are Mai. Con là bạn Mai nhá. Is this okay? Được không? Alright. Okay, so now I start first. Cô bắt đầu trước nhá. How are you, Mai? You are Mai. Con là Mai. I'm very well. Very well.
Alright. Well. Very well. Very well. Very well. 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 Thank you. And you. And you. And you. And you. I am very well too. Alright. Is it easy? There? Alright. Let's see. Okay. Nào, câu này dài hơn xíu nữa nhé. Good morning, Miss Hien. Lại nào. Good morning, Miss Hien. Good morning, Miss Hien. Miss Hien. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. 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 Oh. Bạn này đến trễ đúng không? Bạn này xin lỗi là bạn này đến trễ. Ok, vậy là hôm nay mình học mấy câu chào đúng không? Câu hỏi sức khỏe đúng không? Và nói và câu xin lỗi khi mà mình đến trễ đúng không? Khi mà mình đến trễ thì mình sẽ nói gì nhỉ? Sorry. Sorry. I'm late. I'm late. Sorry. I'm late. Now try again. Thử lại lần nữa nhá. Sorry. I'm late. Sorry. 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 I'm late. I'm late. I'm late. All right. Now okay, và cô sẽ nói gì đây? Yes, come in. Yes, come in. Okay, đọc nối đúng không? Come in. Okay, come in. Thử nào. Yes, come in. Come in. Alright, rồi, bây giờ con là bạn gì đây? Bạn Nam thì phải đúng không? Alright, you are Nam here and I am Miss Hien. Cô là cô giáo Hien đúng không? Alright. So you start first. Con bắt đầu trước này. Good morning. Good morning, Miss Hien. Miss Hien. Sorry, I'm late. Yes. Sorry, I'm late. 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 Okay. Yes, come in. Yes, come in. Okay. Được rồi, bà đi đúng không? Alright. Okay. Bây giờ nói cho cô biết nha. Okay, number. Okay, can you see picture A? Con thấy có bức tranh A không? Mình có ba bức tranh đúng không? We have three picture. Mình có ba bức tranh A, B and C. A is bức tranh số A là buổi gì đấy? A. Can you see the sun? Con thấy ông mặt trời không? Can you see the sun there? Yes. Right. Buổi sáng mình đến trường đúng không? So here is the morning. Đây là buổi sáng đúng không? Morning. Okay. Can you repeat? Morning. 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 Okay. Now, can you see the clock here? Con thấy đồng hồ không? Yes. Clock. What time is it? Mấy giờ? Đoán nào, mấy giờ đây? Đồng hồ chỉ mấy giờ? 7 or 8? 7, right? 7 o'clock. 7 giờ đúng không? Yes, 7. 7. Okay, now picture B. Bức tranh B nào. Can you guess? Buổi gì đấy? Can you guess? Đoán thử. Buổi trưa. Buổi trưa. What time is it? Can you see a clock? Thấy đồng hồ không? Buổi gì? À mấy giờ đây? Can you see a clock? What time is it? 3 giờ. 3 o'clock. Alright. And then, okay, we call this, mình gọi đây là buổi afternoon. Afternoon. Okay? Buổi chiều đúng không? Trưa chiều đấy. Okay? Now, good afternoon. Good afternoon. Okay, so next one. Okay, can you see the clock again? Picture C. Bức tranh C nè. What time is it? It's 8 o'clock, right? 8 giờ. 8 giờ tối đúng không? Không phải 8 giờ sáng. Okay, mà mình gọi buổi này là evening. Evening. Okay, so we have good evening. Good evening. Evening. Alright. Evening. Đọc to hơn nữa nào. Louder.
Now, the evening. Good evening. Good evening. Evening. Okay. Rồi lại nhá. Okay, rồi cô nhắc nghĩa này. Good morning, chào buổi sáng. Good afternoon, chào buổi chiều đúng không? Good evening, chào buổi tối. Alright, rồi thử lại nhá. Good morning. Good morning. Morning. Good afternoon. 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 Okay, and good evening. Evening. Good evening. Alright. Okay. So, is it easy? Try one more, huh? Okay, practice nè. Thử lại nhá. Now, good day. Buổi sáng mình đến lớp mình sẽ chào cô là như nào? Good. Good morning. Good. Morning. Sorry. Good morning. Good morning, correct. Okay. Good morning, Miss Hien. Okay. Và cô Hien, cô sẽ trả lời là gì đấy? Good morning. What? Right? Good morning. What? Okay. Is? Okay. Is? Oh, what is it here? Let me see. Oh, sorry. Oh, here. Okay. What is this here? Okay, number two. Okay, number two nhé. Câu số 2 này, good gì đấy? Good morning, right? Câu này là dùng để làm gì đấy? Khi mà mình đến trễ đúng không? Mình đến trễ mình sẽ nói gì nhỉ? Good morning. Sorry. Miss Hien, sorry. I'm late. Sorry, I'm late. Đúng chưa nhỉ? I'm late. Ok, vậy là mình có hai câu đúng không? Một là câu chào và hai là câu chào khi mà mình đến trễ. Is it correct? Hôm nay mình học hai thứ nhá. Ok, hai thứ đầu tiên nhớ chưa? Can you remember? Ok, và một câu hơi dài nào. It's nice to see you. Again. It's nice to see you. You, okay? Nice. Alright. Okay, và bạn Hiên sẽ trả lời là gì đấy? Nice to see you too. Chu là nữa. Ok, con cũng rất vui được gặp cô nữa. Ok, rồi. So we have 1, 2, 3, ba câu này đúng không? Ok, một là câu chào nhá. Good morning, good afternoon, good evening. Alright, chào ba buổi trong ngày. Ok, và câu chào khi mà con đến trễ. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Right? Và một câu hơi dài đó là gì đấy? It's nice to see you. Right? It's nice to see you. Nice to see you too. Alright. So now, I have 3 pictures here. Okay? Bây giờ cô có 3 câu như này nhá. Okay, how many pictures we have here? Còn tổng cộng bao nhiêu bức tranh ở đây nhỉ? How many pictures? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, 9 tranh ở đây. Và nhiệm vụ của con là gì? Okay, tương ứng với 3 câu đúng không? Okay, mỗi câu 3 bức tranh. Okay, rồi câu đầu tiên là okay, I will draw a rectangle here. Okay, con có thấy cái hình chữ nhật màu hồng của cô không? The pink rectangle here. Yes. Đây là câu đầu tiên của con phải làm nhá. Okay, A. Okay. Nào, câu A con có nhìn thấy đồng hồ không? Can you see the clock here? Yes. 8 o'clock. What time is it? Mấy giờ nhỉ? 8 giờ. Yes, 8. 8 giờ đúng không? B. Three. 3 o'clock. Oh,
Bé quá hả? Con bé quá không? Is it too small? Cannot see? Không nhìn thấy hả? No, no. Bé quá không? Vẫn... Yes. Vẫn nhìn thấy. Vẫn nhìn thấy đúng không? Ok, nếu không nhìn thấy bảo cô nhá, cô sẽ phóng to ra cho. Phóng to nữa. Ok, now number... ok, tiếp tục nào. Picture C. What time is it? 7 giờ. 7 giờ, nhưng mà đây là 7 giờ sáng hay tối, đố biết? 7 giờ tối. Yes, correct. Ok, sáng mình gọi là gì nhỉ? Ok, chào buổi sáng. Good. Morning. Morning. Ok, buổi chiều là? Good. Afternoon. Afternoon. Correct. And C? Good. Evening. Evening. Ok, vậy thì nhiệm vụ của con nhé. Cô sẽ tách câu 1 ra trước nhé. Câu 1. Con nghe cho cô đây là buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều? Is this okay? Yes. Alright. Yeah. Now, do you have a pen there? Có bút ở đấy không? Do you have a pen, a paper? A pen, a paper. Giấy và bút nhá. Any pen and paper there? Do you have any pen there? Có cái bút nào không? Yes. Có. Yes. Alright. Yes. Okay. Now, show me your pen. Show me your pen. Cho cô xem bút được con nào. Show me your pen and your paper. Do you have? Alright. Your paper? Giấy đâu nhỉ? Do you have any paper there? Alright. Thank you. Your notebook, right? Okay. Vở con đúng không? Alright. Okay. Rồi bây giờ viết thử cô chữ morning. Morning, afternoon and evening nhé. Okay, now I write it here for you. Morning. Okay, now đánh vần đầu cô nhé. M O R O N I E N I E. Oh, one more. Một chữ nữa. One more. Chữ gì nhỉ? Tiếng Việt cũng được này. Nói cho cô tiếng Việt là chữ gì nhỉ? Nhớ không? Remember? Morning, morning. Good. Good. G. Okay. G. Alright. Now, B. Afternoon. A. Viết, viết, viết. Từ tiếp theo này. A. A. A gì nữa nhỉ? F. F. Afternoon. F T E R. Afternoon. Chữ tiếp theo phải là chữ gì nhỉ? Afternoon. Next letter is N. N, right? O O N. Okay. Rồi, tập viết một lần nhé. Tập viết một lần nhé. Ok. Chữ này trên lớp học chưa? Trên lớp học chưa nhỉ? No. Rồi, rồi. Rồi á. Ok. Bạn ấy học rồi nhưng bạn ấy lười học từ mới. Không, nhưng mà em không biết là học bảng chữ cái chưa chị nhỉ? Bảng chữ cái á. Ở lớp cô giáo có dạy bảng chữ cái không? Có. Có học không? A, B, C á. Em đang thử cho con đánh vần thử á. À, nhưng mà chắc là chưa học kỹ đúng không? Ok. Rồi, thế buổi sau cô cho thử học bảng mẹ bảng chữ cái nhé. Rất quan trọng đấy. Bảng chữ cái là cái đầu tiên cần học. Ok, học tiếng Anh á. Ok, and see. Evening. À, quên em phải bảo bạn nào dạy dạy con chứ nhỉ? Quên là buổi sau. Ok, nào, evening. E. Evening. V. E. And. I, G. G. Okay, evening. Alright. Okay, bây giờ nghe thử nhá. Xem nó sẽ rơi vào A, B or C. Rơi vào buổi nào trong ngày nhá. Now, number one first. Có một thôi nhá. Alright. Let me see. Activity 3. Are you ready? Sẵn sàng chưa? Are you ready? Yes. Yes. Or no? Yes. Yeah. Yeah. Right. Okay. Nào viết xong chưa đã? Have you done yet? Viết nốt đi. Done yet.
Con chưa viết xong. À, chưa viết xong à? Ừ, cô quên mất. Alright. Tập viết một lần nhá. Alright. This evening. 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 Yes. Oh, yes. Okay. Now, so listen here. Listen and tick. Nghe nha. One. Good afternoon, Miss Hsien. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. Two. All right. Number one is... Come on, Ladi. Do you want to listen again? B. B. Có muốn nghe lại không? Yeah. Oh, all right. Yes. How are you? I'm very well. One. Good afternoon, Miss Hsien. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. Your answer is... Đáp án của con là... A, B, or C? Again? B. B. Correct. Correct. Is it easy? Yes? Oh no. Rồi, let's check. B. Correct. Alright. Rồi. Hôm nay chơi thử một trò chơi nhá. Now, so I have a game here. Okay, so now I want you to draw. Do you know draw? Vẽ tranh. Yes, draw a picture. Okay, vẽ một bức tranh nhá. Ví dụ cô nói morning, con phải vẽ một thứ gì mà liên quan đến buổi sáng đúng không? Mà nhắc đến thứ đấy là nhắc đến buổi sáng. Ví dụ, for example. Oh, buổi sáng có gì? Ông mặt trời đúng không? The sun, right? Is it correct? Uh-huh. Ông mặt trời đằng sau gì? Là mây đúng không? Buổi sáng. Alright. Rồi, buổi trưa thì sẽ có gì? Hoặc là vẽ đồng hồ nhé. Vẽ đồng hồ cho dễ này. Ok. Vẽ đồng hồ đúng không? Alright. Buổi sáng là từ mấy giờ đến mấy giờ? What time is it? Sáng là 7 giờ đúng không? Đến mấy giờ? 11 giờ đúng không? 11 giờ. Buổi chiều? Afternoon. Một giờ đến. Five. Năm giờ đúng không? Yes, đến sáu giờ. Năm đến sáu giờ. Ok, buổi tối từ mấy giờ? Bảy giờ đến mười giờ. Yes, correct. Rồi, thì bây giờ cô sẽ, nhiệm vụ của cô sẽ nói là morning, afternoon and evening. Cô sẽ nói buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Nhiệm vụ của con sẽ là vẽ đồng hồ. Ok? Is it ok? Vẽ giờ. Được không? Ok? And show me. Alright. Rồi, càng nhanh càng tốt nhá. Alright. Rồi. Lần đầu khởi động thì cô sẽ không đếm thời gian. Lần thứ hai cô đếm nhá. Alright. Ok, nào nháp này. Morning. Morning. Vẽ đồng hồ. Morning, morning, morning. Vẽ đồng hồ tròn to ra. Yes. Morning. Bảy. Morning. Mấy giờ nhỉ? Bảy giờ. Yes. How can you draw this? Vẽ kiểu gì ta? Morning. Let me try with you. Cô thử vẽ với con nhé. Okay. Now, so I have this one. Okay. Oh, my bad drawing. Cô vẽ xấu quá. Let me see again.
Let me see. Okay. Now you have a circle like this, right? Vẽ hình tròn trước đúng không? Xong vẽ gì nữa? Kim dài. Kim dài. All right. Okay. And we have 12 here. Số 12 đúng không? And we have one more. What is this here? Kim ngắn đúng không? Oh. Again. Aha. Is this one here? Đúng chưa? Đúng chưa? Chính xác chưa? All right. Rồi thử lại nhá. Cô với con cùng vẽ nhá. Okay. So now. Evening. Evening. Okay. All right. So evening like this. 12 like this. And we have 9 like this. Okay, 9 giờ tối đúng không? 9 like this. Okay? 9 like this. Okay, đây là đồng hồ tròn đúng không? Mình có một loại nữa là đồng hồ điện tử đúng không? Do you know that? This one here. Like this. Alright. Okay. Nào, thế buổi tối mình sẽ gọi là gì? 21 giờ tối đúng không? One. Like this, right? 21st. Oh, 21. Is it correct? Đúng không? Đúng. Alright. Rồi nha. Okay. I want you to draw for me. Afternoon. Okay. Afternoon. 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 Oh, this is this one. Do you have? Xong chưa? Show me your afternoon. Cho cô xem buổi chiều con nào. Show me your afternoon. Show. Đó, show, show, show. Like this. Cho cô xem nào. Show. Cho cô xem á. Vẽ xong chưa? Đó, show. Alright. Okay, very good. Oh. Yep, yep. Now I want you to draw for me. Morning. 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 Yes, morning. Rồi bây giờ vẽ nhá. 8 o'clock morning. 8 o'clock morning. Mấy giờ đấy? 8 8 giờ đúng không? 8 giờ sáng. How can you draw this? Con vẽ kiểu gì ta? 8 giờ sáng. Yes. Yes. How can you draw? Okay. Now, 8 giờ sáng vẽ kiểu gì đấy? How can you draw this? 8 o'clock. Okay. In the morning. Okay, you wrap a circle. Vẽ một vòng tròn đúng không? And then here, sorry, 8. Okay, now, this is 12 here. Is it 8 o'clock? Is it 8 o'clock morning? Đây, phải, đây có phải 8 giờ sáng không? No. No, no. 8 giờ sáng hay chứ? This one is, sorry, no, this one here. Is it 8 o'clock here? Right? Is it correct? Đúng chưa? Yes or no? Better? Được. Đúng, đúng nhưng sột lắm. Rồi, ngại quá, ngại quá. Okay, vẫn chưa quen được. Alright. Alright. Let's see what we have next one. Rồi, bây giờ cô cho xem một số bức ảnh nhé. Tell me this one is morning, afternoon or evening. Okay, nói cho cô biết đấy là buổi gì trong ngày nhé. Alright. Let me see. I pause here. Có thấy gì không con? No, right? No. Rồi, đợi cô xíu nhé. Come to
Let me see. Okay. All right. Can you see anything? Is it gone now? Okay. What is this here? Yeah. Hmm. Was it there? Good. 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 Oh, con thấy gì không? Can you see the picture? Yes. Yes. Good morning. Good morning. Correct. Okay. Rồi, một cái nữa nha. One more. All right. Morning, morning. Okay, this one. All right, so now this one. Yes, what time is it here? Was it then? Yeah. Yes, you need to go to bed. Was it mình phải đi ngủ? Go to bed. Evening. 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 Evening, right? Con có thấy hình không? Có. Chưa thấy. Okay, evening. Alright. Okay, pause here. Một buổi nữa nha. Alright. This one. Tell me. Sure. Afternoon, correct? Ooh. Afternoon. Is it easy? Dễ không? Okay. Vậy hôm nay mình học gì nhỉ? Buổi hôm nay mình học gì? Hôm nay mình học thử mình học những cái gì? Nào? Học ba kiểu chào đúng không? Good morning, good afternoon, and good evening. Okay. Và ví dụ sau này mà con vào học một lớp nào đấy ở trong Panero và con đi học trễ, con vào học trễ thì con phải nói gì? Con phải xin lỗi đúng không? Okay, sorry, I'm late, correct? Sorry, I'm late, correct? Oh, okay. Và câu đầu tiên con phải chào cô, câu đầu tiên con phải nói với cô, cái cô mà dạy con Panero sau này á. Rồi con nói là con rất vui khi gặp cô thì con phải nói là nice to meet you, or nice to see you, right? Nice to see you. Okay, or nice to meet you. Now, again, trying to talk to me. Nói với cô nào. Con rất vui khi gặp cô. Miss Moon nói như nào nữa. Nice to meet you. You, Miss Moon. Yes, nice to meet you too, right? Okay, hôm nay mình học đếm một số cái đúng không? Okay, 1 to 10, right? Đếm từ 1 đến 10. Is this okay? Is it happy? Now, can you smile for me? Now, cười của cô xem nào. Chả thấy cười gì cả. Từ đầu buổi. So sad. Cô dậy buồn à? Bạn ấy chưa đây, chắc có vẻ không ngủ. Okay, now smile. Yes, smile again. Yes, alright. Okay. Rồi, rất vui được gặp con hôm nay nhá. Okay, hôm nay cô dạy thử. Thầy có thích học không? Yes, I know. Do you like? Tiếng thú lắm. Okay. Bạn ấy hôm nay mới